Khoảng 3 giờ sáng ngày 23 tháng 6, xe container 51C41523 kéo theo rơ móc loại 40 feet 51R34424 lưu thông theo hướng từ quận 12 vào trung tâm thành phố Hồ Chí Minh. Khi xe chạy đến giao lộ Cách Mạng Tháng 8 Phạm Văn Hai, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh thì được cho là mất lái, tông giải phân cách giữa đường. Tiếp đó, xe container lao qua đường, hút văng xe máy 59N173618 có đôi nam nữ ngồi trên xe theo hướng ngược lại. Cú tông khiến cả xe máy và hai người bị đẩy lên vỉa hè. Tiếp, xe container lao qua trái, tông thẳng vào tiệm vàng bên giao lộ, mắc kẹt. Vụ tai nạn may mắn không gây thương tích người, nhưng làm tiệm vàng hư hỏng nặng, tường bê tông bị tông sập, văng tung tóe. Nhiều tài sản bên trong tiệm vàng bị đầu xe container cán nát. Một người dân gần hiện trường cho hay, đôi nam nữ đi xe máy may mắn không bị thương và bỏ xe tháo chạy. Cảnh sát sau đó có mặt xử lý hiện trường, xác định nguyên nhân. Đến gần 8 giờ sáng, hiện trường vẫn chưa được xử lý xong. Ảnh hưởng từ sự cố khiến giao thông qua khu vực ùn ứ. Bạn có video hấp dẫn. Bạn bắt gặp được những khoảnh khắc độc đáo. Hãy gửi về pholoa.vn để nhận ngay quà tặng và nhuận bút hấp dẫn.